Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Nóng tính đặc biệt là không bao giờ đánh đập con hết, mà chỉ có hét lên thôi. Hét lên rất là sợ. Hét sao đâu Hải? Trời ơi, chân tóc á. Trời ơi, chân tóc á. Đâu đâu thử ra. Đâu có lúc. Putain, merde. Nói lên nào. Trời ơi, con hoài. Con bị tự kỷ luôn không? Mệt. Mệt. Trời hoài. Thí dụ như những chuyện gì mà khiến con làm mà khiến cho vợ con bực mình và chửi con? Hay làm biến á. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. À, nhìn giống người nước ngoài quá hả? Chắc chắn đúng không, không phải là người Việt Nam. Bonjour monsieur, bonjour madame. Oh, ủa là anh ấy người Pháp hả hay sao? Dạ, anh sinh ra tại Pháp đó cô ạ. À. Oh, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame. Madame. Enchanté. Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur, monsieur. Bonjour monsieur là chào ông, rồi bonjour madame là chào chị. Đúng không? Chào chị. Ừ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Khó hiểu anh. Khó hiểu đúng không? Ủa, nhìn em nói được tiếng Việt đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ chào em. Chào vợ em. Bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em tự giới thiệu về mình nha. Con chào chú Thường. Chào cô bạn. Chào Khang Giá. Có mặt cô đây. Con tên là Đình Hải Phan, con 34 tuổi. Đình Hải Phan tức là Phan Đình Phan Hải Đình đó, Hải. Đúng không? Ừ. Công việc của Đình Hải là gì? Phụ vợ bán hàng online. À, em có talk trực tiếp với khán giả không hay là em chỉ ghi bill thôi? Dạ, ghi bill là đóng hàng, là chăm chốt đơn thôi đúng không? Chứ không thì làm sao mà người tôi hiểu. Dạ. À, giờ mời em. Con là Đỗ Thị Mỹ Ngọc, thì năm nay con 33 tuổi rồi. Công việc hiện tại của con thì cũng là kinh doanh online hàng Pháp á. Với lại là con có một cái kênh YouTube về làm đẹp, thời trang và lại gia đình cuộc sống. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy? Con với ảnh thì gặp nhau trên Facebook luôn. Nhưng mà cách đây bao lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi, năm 2012 kìa chú. Vậy là 10 năm rồi. Cái thời kỳ đó thì kiểu như con cũng bán online, mà con về thời trang, con hay thiết kế, con may đồ đó, con bán á. Thì con chụp mẫu luôn, thì ảnh không biết là sao ảnh thấy con, thì ảnh vô ảnh kết bạn, ảnh làm quen. Hôm nay kết bạn chưa? Con hay vợ con chưa? Không nhớ. Ô, bây giờ cuối cùng ai là người kết bạn trước đây? Anh kết bạn trước em mà. Cứ như vậy đi. Ủa nhưng mà nè, tại sao lại kết bạn với cổ? Dạ, tại lúc đó, tại năm sau đi Việt Nam nên muốn kết bạn đi làm bạn á. Rồi sau đó đi Việt Nam đi chơi với bạn á. Hiểu rồi, có nghĩa là năm sau là định có ý định về Việt Nam. Ừ. Cho nên là bây giờ kết bạn trước để về mình có thể là có bạn bè mình đi chơi. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè, lúc đó là con đã có bạn trai chưa? Dạ, thời gian đó thì con cũng có bạn trai á. Nhưng mà tới cái lúc mà ảnh về Việt Nam thì ảnh có hẹn con nhiều lần rồi. Nhưng mà con không có gặp không được á. Không muốn gặp ấy. Còn 2 tuần nữa là anh phải về Pháp lại rồi á, thì anh lấy cái sim Việt Nam để anh gọi cho con, thì con mới tin là anh đang ở Việt Nam thiệt. Thì lúc đó con cũng bị mâu thuẫn với lại bạn trai cũ á, nên là con cũng buồn buồn á, rồi con đi gặp thử luôn. Và lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời thì sao? To cao mà nói chuyện lớn lớn, mắc cười lắm, nên con cũng ấn tượng. Giống vừa thôi. Kiểu nói tóc té xuống, rồi nước nó té xuống. Là sao? Tóc rớt xuống, nên mình kêu tóc té xuống. Đình Hải thì sao? Lần đầu tiên mà Đình Hải thấy cô gái này ở ngoài đời, thì con có ấn tượng gì về cô gái này không? Thấy nhỏ nhỏ, dễ thương. Có thích không? Có thích liền không? Cũng có chút chút. Dạ. Lúc đó con có bạn gái ở bên Pháp chưa? Chưa. Con về cái đợt đó, ngoài gặp bạn này ra thì con có gặp cô gái nào khác không? Nói thiệt. Nói thiệt đi. Dạ, chắc cũng một gái, một hai cô thôi. Một hai cô thôi. Là co một đó. Hai cô với cô này nữa ba cô là chết rồi. Là con về thời gian được bao lâu? Dạ, khoảng một tháng. Mà chắc là cô này là ấn tượng nhất đúng không? Dạ. Bây giờ sau đó hai đứa có tiếp tục đi chơi với nhau không? Dạ có, tại vì anh này á, thì có một cái anh bạn khác cũng người cũng là bên Pháp về chơi chung. Mà cái anh đó đã có một cô bạn gái rồi, thì cái cô đó đã chở xe đi rồi mà anh này không có ai chở. Lúc đó kiểu như con thấy cũng tội, không có ai chở đi chơi nè. Với anh này 2 tuần lễ còn lại á, dạ. Có lúc nào mà con gặp cái một trong hai cái người
bạn gái mà anh này anh chọn trước không? Trời ơi, sốc. Cái đó là con cãi nhau á, con định chia tay luôn rồi. Cái đêm đó cũng là cái đêm con đi làm ra trễ, xong rồi con định là không ghé đâu, con nói không ghé. Thì tự nhiên con lại thấy buồn buồn, con không muốn đi, muốn ghé để gặp chơi. Xong rồi thì con chạy qua, thì con đứng, ảnh ở cái khách sạn kế bên công viên 23 tháng 9 á. Thì con đứng ở bên đó, con định chạy qua đường thì con lại thấy ảnh đi ra, ảnh đón một cái cô gái đi trong xe taxi đi xuống mà lại dẫn vô trong cái phòng khách sạn luôn. Con đứng hình luôn, con đứng còn theo dõi. Xong rồi đâu 5 phút sau à, con thấy đưa ra lại đi về. Thôi nhanh vậy. Xong cái con hỏi anh, con nói trời sao anh lại dẫn người khác vô mà lúc đó là tỏ tình rồi. Cũng không phải tỏ tình mà là đã thể hiện rồi. Dạ. Mà lại dẫn cái cô khác đi vô trong nhà nữa. Cái anh nói thì đâu có gì đâu, thì anh nghĩ bạn bè cái nhà anh coi đó là nhà của anh thôi, anh vô anh gặp tí xíu rồi nói chuyện thôi rồi chào thôi chứ không có gì hết. Thì lúc đó con cũng giận lắm, con nói không có vậy là không được, thì con rồi chia tay tùm lum tà la gì đó. Nhưng mà con có hỏi là anh làm gì mà anh vô phòng mà sao vô gì mà có 5 phút ra vậy? Anh kêu nói chuyện thôi chứ không có gì hết á. Con cũng giận một đêm, con về xong rồi mai con lại hết. Phải hỏi Hải nè, cái cô đó là cái gì của em? Đó là bằng thôi. Nếu mà nói chuyện ít như vậy tại sao không nói chuyện ở dưới sảnh luôn? Dạ, tại con tưởng chắc như vậy thôi, không có gì. Trời ơi, bây giờ mà nói chuyện còn như vậy thì cách đây 10 năm lúc mới về chắc không có nói được chữ tiếng Việt nào đâu hả? Nói phải để ý lắm mới nghe được. Nói chuyện kiểu vậy là làm biến ghen luôn á. Cãi lộn nữa. Không có cãi được, cứ hỏi là cứ thì đó thì chứ vậy thôi. Chứ bây giờ sao? Vậy thôi. Cái đó chỉ là vậy thôi. Dạ. Từ lúc mà con gặp ảnh cho đến lúc hai đứa quen nhau là trong vòng có 2 tuần thôi. Dạ con không tới được. Con gặp nói chuyện thì trước đó rồi, nhưng mà lúc mà anh về thì cái thời gian anh ở sắp về còn có 2 tuần thôi. Thì cái thời gian đó con gặp xong á là lúc mà chở đi chơi á, về tới thì ảnh qua đường ảnh lại hôn lên trên má mình một cái đó. Thì lúc đó mình lại nghĩ là ảnh có cảm tình với mình rồi, anh cũng muốn mở đèn xin anh cho mình biết rồi đó. Trong vòng 2 tuần ngắn ngủi đó thôi á. Xong rồi Hải về Pháp rồi bao lâu Hải mới quay lại Việt Nam? Như năm sau á. Một năm mấy đó. Năm mấy. Thì một năm là các bạn coi như là yêu xa nhau. Đợt đó thì con cũng không nghĩ là con sẽ yêu xa như vậy đâu. Mà con thì con biết trên Facebook của ảnh cũng có quen nhiều cô gái chân dài đẹp khác. Thì cũng thấy có lưu lại hình rồi comment này kia đó, thì con thấy con cũng sợ. Mà cái thời gian đó thì hai người cũng tính sẽ là chuẩn bị giấy tờ để có thể một năm sau hơn để về đó, là lo làm giấy, nộp giấy rồi kết hôn. Một năm mấy sau là về nộp giấy là mấy tháng là con đám cưới luôn. Kết hôn xong là tháng 5 kết hôn, là tháng 9 là con đi Pháp luôn. Ủa nhưng mà rồi sao các bạn lại không tiếp tục ở bên Pháp mà lại về Việt Nam? Tại vì con đi qua bên Pháp á, thì cái thời gian đó con mới qua là con cũng đi lấy hàng, con gửi về con bán như vậy đó. Thì một thời gian đâu, một năm mấy á, thì con định bút vé là để con về con thăm gia đình thôi, hai chồng về thăm gia đình thôi. Nhưng mà về bên đây thì cái công việc của con khách mua nhiều á, rồi khách muốn con ở đây để có thể tư vấn chăm sóc nhiều hơn á. Rồi con cũng thích ở đây, cái môi trường ở đây, rồi có thể con mua nhà ở đây nè. Rồi chồng con cũng thích đồ ăn ở đây nữa. Nên là con bỏ vé không về luôn. Con ở lại đây luôn. Dạ. Hải cũng chịu luôn. Dạ Hải chịu luôn. Bị ép á, bị ép á. Con thích món gì ở đây nhất? Món gì ở Việt Nam nhất? Bún thịt nướng, bún chợ Hà Nội. Các loại bún. Thích ăn bún. Dạ. Các loại bún đúng không? Dạ. Bún nước mắm. Thôi bây giờ chúng ta đến với phần hấp dẫn nhất đi. Dạ. Đó là phần khui tật xấu. Cái này con thích nhất, con chờ đợi tới ngày nay đấy. Chờ đợi đúng không? Thôi bây giờ con nói trước đi. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì nè? Chồng của con là nhiều tật xấu lắm, nhưng mà về với con thì cũng bớt rồi đó. Nhưng mà con kể những cái tật này nè, ảnh là hay đánh rắm, hay thả bom á. Nó hay chọc con á. Ảnh nó là hả, kiểu như thích mặc cái bộ đồ nào á, mà thích cái áo đó rồi là mặc hoài luôn cô. Kiểu như nó có rách, nó có giãn á, cũng mặc luôn. Xong rồi á hả, ảnh mà đi chơi ở đâu á, như con á thì con thích diện đồ. Còn ảnh thì ảnh thích thoải mái. Ảnh mặc một bộ đồ cái gì quần thun rộng rộng chút xíu, xong rồi áo con thun giãn giãn mát mát một xíu mang giúp Lào. Rồi còn gì nữa nè? Dạ tánh của ảnh thì vô tư lắm. Nhưng mà có nóng tính không? Dạ có, ảnh là hài thì cũng hài lắm, nhưng mà nóng thì cũng nóng dữ lắm luôn á chú. Ví dụ mỗi lần mà tới cái cơn mà nóng giận lên thì ảnh thể hiện như thế nào? Nóng tính đặc biệt là không bao giờ đánh đập con hết, mà chỉ có hét lên thôi. Hét lên rất là sợ. Hét sao đâu Hải? Tụi tiếng Pháp á, tụi tiếng Pháp á. Merde, putain de merde. Là cái âm lượng là cỡ đó rồi hả? Dạ to lắm, to gấp. Đâu đâu thử, đâu có lúc putain, merde.
Rồi lên nào. À, hiểu không? Dạ, anh chửi tùm lưng tà la giống như là khốn nạn rồi vậy đó. Chửi đi, vừa dạ. Không hiểu, vừa tức sân. Không phải lúc mà anh vô cái thế tức là anh không có nhớ tiếng Việt nữa, cho nên anh phải chửi tiếng Pháp đúng không? Anh có lãng mạn không? Người Pháp là cực kỳ lãng mạn. Ừ. Nhưng mà anh này là trái ngược. Con cũng nghĩ là lãng mạn đó, nhưng mà không có lãng mạn đâu cô ơi. Thường thường anh không bao giờ anh nói yêu con hay thương con nhiều như thế nào đâu. Mà hành động thì mình biết thôi. Ví dụ như hả, mỗi lần mà có một cái bộ phim gì đó mở sẵn anh chờ con vô xem chung á, thì mới coi, không thôi cái để dừng đó. Còn ăn một cái món ăn gì đó thì lúc nào cũng chừa cho con rồi gấp cho con ăn vậy đó. Ủa cái đó là lãng mạn mà. Bé này chắc có lẽ là thích kiểu mà lãng mạn mà bằng kiểu mà đó. Lãng mạn Hàn Quốc đó, đúng đó. Không? Hoa cỏ mùa xuân rồi này kia phải nhảy nhót ngắm hoàng hôn. Dạ cái đó ngắm không bình có. Minh không có đúng không? Nhưng mà những cái hành động nhỏ như thế có thể gọi là lãng mạn đó. Thì cũng có một cái niềm vui riêng cho con. Hết rồi vậy là chồng con không có cái tật xấu gì hết trơn á, rồi sao ta? Chị con có mong muốn chồng con thay đổi gì không? Mong chồng con kiểu như suy nghĩ nhiều hơn một tí xíu thôi, hơi vô tư á cô. Vô tư tức là bớt vô tư vô tâm lại ha. Bây giờ tới Đình Hải đó, vợ con có những tật xấu nào? Chửi con hoài, chửi con hoài. Con bị tự kỷ luôn không? Mệt mệt chửi hoài. Ví dụ như những chuyện gì mà khiến con làm mà khiến cho vợ con bực mình và chửi con? Thì con hay làm biếng á. Vậy là hồi nãy con không kể cái tật xấu làm là biến. Tật làm biến. Con á thì con sẽ chốt đơn hàng này kia nè, thì nhiều khi ở trên chung cư cao á thì ship sẽ tới giao hàng nè, rồi lấy hàng này kia á. Thì mỗi lần mà trưa trưa nhiều khi con mệt á, cái ship tới gọi lấy điện lấy hàng á, thì con kêu ảnh thì ảnh đang ngủ. Con kêu á thì ảnh quạo, ảnh kêu đang ngủ mà kêu xuống lấy hàng á. Thì cứ con ngày nào con cũng tới trưa là con dạy kêu dậy đi lấy hàng thôi, cái quạo con. Quả con cái con chửi. Dạ con chửi, con nói phải viết phụ chứ lúc con chưa mà chửi người ta ngủ mà đúng không? Ngủ không? Đi ngủ. Đúng rồi. Con nói tiếp đi, còn cái gì nữa? Không có gì khác nữa. Chỉ có cằn nhằn. Hay chửi. Mà có qua có lại mà, tại con làm biếng nó mới chửi con mà. Đi toilet con chửi rồi. Hả? Đi toilet con chửi. Ngồi đi, toilet lâu lắm luôn. Tại vì nhiều lần á, nên sao đi toilet bơi rồi. Đi toilet lâu không? Bao lâu không? Dạ. Bác ý thì đi toilet thôi, không phải con trộm đi toilet đâu, đúng không? Anh có biết dùng cái từ khác được không? Không có sao cả. Người ta đi nhiều đúng lần cũng chửi người ta nữa. Mà một ngày đi mấy lần lận? Chắc cũng hai ba lần. Hai ba lần. Sáng, một lần bao lâu? Sáng dậy đi ế. Ăn sáng xong gì? Ngủ trưa dậy xong gì ế nữa. Là cũng chửi. Bị chửi quá. Trời ơi, người ta tiêu hóa tốt. Ở trong nhà cứ đi suốt vậy thôi, con nó mất thời gian ghê luôn. Nghiện toilet rất nghiện. Ủa nhưng mà ở nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ thì ảnh cũng chăm nhiều á. Con có thuộc bài hát mà tiếng Pháp nhiều không? Hát tặng khán giả một bài đi. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Est-ce possible alors? Je ne sais pas. Je demanderai à cette personne. Cái nghĩa là cái gì? Là có người ta nói yêu mình mà không biết có chắc chắn không? Nên đi hỏi người ta có phải thầy không? Thực ra chồng con mắc cười lắm nha. Bình thường vậy nè, nhìn nó thì sẽ giống người Pháp, nhưng khi mà hát lên thì giống người Hàn Quốc. Dạ, trời ơi, ai cũng nói luôn. Hồi nãy bước lên là chú đúng tưởng là người Hàn Quốc. Dạ. Ngọc biết không? Cái cách lãng mạn của chồng con là đúng, thoải mái, có thể thoải mái mọi lúc mọi nơi, những cái gì mà mình thấy là mình thích là mình làm, thì là cái cách lãng mạn của chồng con là khớp với cái cá tính đó luôn. Thành ra là con đừng có bao giờ nghĩ là chồng con không lãng mạn với con nha, chồng con rất là lãng mạn luôn á. Dạ chưa. À, bây giờ tại sân khấu này con có thể nói một lời gì đó với vợ con. Anh muốn nói anh sẽ yêu mẹ anh mãi mãi nha. À. Rồi. Trời, okay. Anh sẽ yêu mãi mãi. Xin cảm ơn hai con. Ngay chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần sau. Anh hiền. Thứ hai này không rượu chè, không bài bạc, không gì hết. Đúng tâm điểm em đang chọn. Chứ không kê chứ thôi kệ cũng quen thử. Các bạn cũng đã lớn tuổi rồi. Gia đình có hối cưới không? Thì đó cũng bị hối đó anh. Cái này hối rồi, hối bác sĩ hối thôi. Bọn em bị thấp cưới luôn á. Sao bác sĩ hối kìa. Không thôi. Ông lầy ông mới nói kìa, bác sĩ hối kìa. Bác sĩ không chưa hối mà ba mẹ em ba mẹ hối. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp theo sẽ đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai này. Không biết
đây là những câu chuyện gì. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Tài. Em năm nay em 35 tuổi. Công việc của em là em làm shipper cho shop của vợ em. Làm shipper cho shop của vợ. Như vậy là hai cặp vợ chồng ngày hôm nay giống nhau ở một chỗ là vợ đều là như là kinh doanh online. Kinh doanh online. Đó, và anh chồng, mấy anh chồng đều là shipper. Phụ cho vợ, hỗ trợ cho vợ. Và chúc đơn. Rồi xin mời. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Thùy Vân, năm nay em 35 tuổi. Rồi, là Vân nói về công việc của Vân đi. Dạ, hiện tại em đang làm cho thuê, mở một cái shop cho thuê trang phục biểu diễn. Tài là có cái biệt danh gì không? Có nghệ danh gì không? Dạ, em ở công ty cũ thì đặt em là Tài Nhớt, còn ở xóm em đặt em là Tài Lầy. Ôi, Nhớt với Lầy ha. Nói chung là hai cái cũng kỳ phùng địch thủ. Hai bạn gặp nhau trong... đoán à? Em đoán thử. Đoán sao gặp nhau ta? Tức là ông Tài Lầy này nè, trong một cái lần ở công ty đó, tổ chức một cái lễ hội gì đó và ổng cần có như là thuê những cái bộ trang phục cho cái nhân viên để mà cái như hóa thân, thì ổng đi tới cái shop của cái cô này và ổng gặp cô này và ổng lầy lội quá và bị cái cô này coi như là cổ la mắng đó, cổ thể hiện ảnh tức và ảnh quyết định ảnh cua cho bằng được và cuối cùng là họ quen nhau, đúng không? Dạ, sai rồi ạ. Sai, em sai quá rồi. Thôi giờ hai đứa nói đi. Nói đi. Làm sao nè? À, em gặp anh cách đây 2 năm về trước. Là hai đứa tình cờ gặp nhau ở trên Đà Lạt. Dạ, em với anh là có một người bạn làm ở trên Đà Lạt là bên trang trại chăm sóc thú cưng. Tình cờ với em gặp nhau ở đó. À. Mà hôm đó là em đi Đà Lạt một mình. Dạ, em đi Đà Lạt với đứa em gái. À. Rồi Tài cũng đi một mình. Dạ. Em hứa với bạn em là Tết em sẽ lên đến em chơi. Rồi vô tình gặp vợ em thôi. Chứ không, nói chung là không có gọi là... Không có tính trước. Dạ, không có tính trước vậy. Rồi. Lúc đó là hai đứa chưa có âm mưu gì về nhau cả. Em có ấn tượng gì về cô này không? Dạ không, em không có ấn tượng sao quen với người ta. Em bị gà chị ơi. Bị gà, đâu nói cái ai gà, nói đi. Dạ, thì bạn thân của em cũng là bạn thân của em của em, vợ em. Rồi, em của Thùy Vân, đúng không? Dạ, cho nên là cũng kiểu như là gài để em gặp sao đó. Tính kêu thôi ông ơi, tôi thấy bà Vân cũng được, ông hốt đi. Rồi thôi bà ơi, tôi không thích yêu quen xa đâu, xa lắm. Em cũng chẳng xin số điện thoại, em cũng chẳng xin Facebook gì đâu. Vợ em cũng có nhiều bạn tin theo đuổi lắm. Xong rồi khoảng đợt 30 tháng 4 năm trước, bạn thân em với em của vợ em có mở cái quán chiêu bên quận 4 á. Xong rồi cũng gài em coi đó, bây giờ tôi mở cái quán đó, ông cũng có cổ phần trong đó. Ông qua đó, ông trong cái quán đó, sẵn ông trong cái bà này luôn cho tôi. Thế là em bị dính trong luôn bây giờ. Oh, anh nói em gài người ta có không em? Em phải quật khởi lên cho chị. Dạ, không có chị. Đúng không? Chị cũng nghĩ là không có. Dạ, không có. Đó là bị, em với chồng em là bị gài thôi. Bị ông bạn gài. Gài gì nè? Dạ, gài vào cái đúng dịch. Cái là bọn em không làm nữa. À. Bọn em đóng cửa quán. Thế là bọn em mới kêu thôi vậy thì dịch không bán được nữa thì về lại shop. Ừ. Để phụ shop. Trong thời gian dịch thì bọn em mới kêu là dịch như thế này thì chắc chắn là sẽ không có ai thuê đồ. Tiếp tục bọn em mới kêu thôi mình ở Lâm Đồng thì mình nhập rau ở Lâm Đồng về bán. Trong 4 tháng dịch cung cấp rau xung quanh quận chỗ em ở. Trong 4 tháng đó là bọn em ở với nhau là phát sinh tình cảm trong thời gian. Phát sinh tình cảm. Tức là ủa như vậy là đâu có gài ở chỗ có quán chiêu. Có gài. Vì là anh này là cái thời điểm đó là đang giận bố mẹ. Không về. Em hay lông bông, em hay đi lắm. Không về nhà. Vậy là ngủ ở quán. Ngủ ở shop. Tại vì cái shop đấy là nó có một cái giường tầng. Em với lại bạn thân em thì nằm giường dưới. Còn con em gái em thì nằm giường trên. Còn chồng em thì lúc đó nằm ở cái nệm. Ở dưới đất. Dưới. Dạ. Rồi lâu lâu vậy em bị rớt xuống dưới đất đúng không? Dạ không rớt được chứ. Không rớt được. Dạ. Thế trong khoảng thời gian đó thì anh bị ốm. Thế là không có ai chăm thì em chăm thế là. À thế là nảy sinh tình cảm. Hai người lớn tuổi rồi. Về với nhau đi góp gạo thổi cơm chung. Thứ nhất là cái anh này anh hiền. Ừ. Thứ hai này không rượu chè, không bài bạc, không gì hết. Ừ. Đúng tâm điểm em đang chọn. Ừ. Biết thông kê chứ thôi kệ cũng quen thử. Các bạn cũng đã lớn tuổi rồi. Ờ, gia đình có hối cưới không? Thì đó cũng bị hối đó anh. Cái này hối cái bác sĩ này hối là... nữa.
bọn em bị thấp cưới luôn á. Ờ, sao bác sĩ hối kìa kìa. Không, không thôi. Ông lầy ông mới nói kìa, bác sĩ hối kìa. Bác sĩ không nhập chưa hối mà ba mẹ em ba mẹ hối. Thấy chưa, bị hối thấy chưa? Thế bởi vì mình phải lừa mình. Ông nói xong cái là mắt ông lấm lét liền mà tôi nghe được rồi. Bây giờ nè, bác sĩ hỏi cưới hay gia đình thúc cưới? Gia đình hỏi cưới, hỏi cưới. Bây giờ có em bé chưa nè? Dạ chưa. À chưa có hả? Dạ. Rồi giờ lấy về rồi sao? Tới cái phần kia đi, phần kia đi, đúng rồi. Hỏi dù thật xấu luôn đi. Thì đang hỏi nè. Thật xấu của anh nhiều lắm ạ. Chắc chắn là lầy rồi nè. Dạ. Thì lầy là chắc chắn rồi, biệt danh luôn mà. Tại nó tay lầy má, tay lầy. Dơ. Dơ. Dơ nữa hả? 2 ngày hoặc 3 ngày mới tắm một lần. Trời ơi sao ông sợ nước gì em tại lầy. Mà thúc thì đi tắm, còn không là thôi khỏi luôn. Rồi mãi chơi. Mãi chơi. Mà chơi những gì? Chơi game trên điện thoại á. Ồ. Chơi mà bỏ ăn mãi bỏ vợ luôn hay sao? Mãi chơi mà quên tắm luôn hả trời? Dạ, mãi chơi quên tắm luôn á. Tối hôm em kêu thôi, không tắm thì ngủ dưới đất đi. Ờ, không có cho đụng vô người đúng không? Dạ. Ờ, rồi ổng có vô ổng khắc phục ổng tắm để ổng đụng được không? Khi lên giường là lúc lớp 10, 11 giờ đêm rồi thì con cũng kêu thôi lỡ rồi khỏi tắm được. Ừ. Nằm tạm đi, xong ngày mai sáng sớm dậy tắm cho nó tốt. Nằm tạm đi, đó. Tắm nằm xong sáng mai còn phải là giặt chân da gối đệm thôi. Ừ. Ờ. Thấy vợ thương không? À, phải khắc phục, phải khắc phục. Đó là tật xấu rồi, phải khắc phục. Rồi. Rồi còn tiếp tục. Tật gì nữa không? Đi vệ sinh là mang điện thoại và chơi, có thể ngồi trong nhà vệ sinh 2 tiếng đồng hồ. Ôi. Trời ơi. Có thời gian đâu ông đi shipper không tại lại? Khi nào có khách bốc hà, bốc đồ em ăn đi khi nào có khách order hàng thì anh mới đi thôi. Còn không là anh ở nhà vệ sinh quen là theo mùa, chứ không lấy phải đồ là... với sắp xếp đồ quần áo. Chứ không phải là theo gọi là thường ngày ấy. Rồi chồng có lãng mạn không? Dạ, khô cằn lắm. Không một chút lãng mạn, không một chút tỏ tình. Rồi sao chấp nhận lấy ổng? Thì nhìn thấy anh hiền với lại tính tình của anh cũng dễ thương. Ừ. Quen ông này, lấy ông này cũng có cảm giác là bình an. Cái chuyện mà cái cảm giác bình an kế bên tài lầy là coi như là thấy là an tâm rồi đó. Dạ. Có đúng luôn không? Luôn phải là như vậy thì mới là vợ chồng đó. Dạ. Ừ. Bây giờ Vân muốn tài thay đổi điều em gì? Em muốn là anh giảm bớt chơi game lại. Ừ. Đó, ông nghe ông vợ chồng son đó ông tài. Riêng tắm một riêng tắm bớt chơi game. Thì tôi sửa. Tôi sửa sao được? Tôi sửa. Từ sửa. Ủa tôi sửa. Rồi bây giờ ông phải cho cái thời hạn đi. Bây giờ bao lâu nè? 6 tháng, 5 hay 2 năm? Dạ 6 tháng ạ. Cái vụ tắm là nên làm liền. Đúng game không? Thì có thể từ không từ không? Nhưng mà tắm là làm liền. Lên đây mà đã hứa là sẽ chắc chắn là sẽ thực hành, thực hiện nha. Rồi bây giờ tới tại đây đó. Vợ ông có những tật xấu gì? Nhà vợ em có tật xấu là cái mặt lúc nào cũng gọi là hài hước á. Những cái lúc mà em cần nghiêm túc mà nhìn mặt bả cái là em hết nghiêm túc được luôn. Chà, chắc mặt ông không hài lắm. Ông hài không bả luôn á. Em không có hài. Có khi nào mà em dẫn bả đi vô đâu mà em sợ nhìn mặt bả không? Có, sợ dắt bả đi đám ma thôi mà. Dắt bả vô nhìn mặt bả cái rồi em nghĩ luôn á. Có gì nữa, gì nữa nè. Thêm bả hay cà khịa mấy đồ vạch á. Ví dụ như đang ở bên quán mà hồi đó em làm quán chiêu á, cái két bia người ta để trong góc rồi, bả đang đi bả đáng đưa quắt cái chân đá cái nó để cái chân nó bị sưng được. Ủa cái mắt mắt mới vậy, cái két bia nó nằm chỗ đó mắt mới không né né nó ra mắt mới đá chúng nó. Hoặc là cái kệ mà người ta để trong góc rồi, bà đắng đi bà quất bục cái chúng cái tay gì để cho cái tay tím kìa nó cũng quất giống cái kệ đâu ai quýnh đây mà. Rồi vậy là tài nó không có xạo nha, cái chân là tím nhiều lắm nha. Đó hay cà khịa đồ vật lắm, nói chung là cứ đi gặp cái gì đá cái đó hả? Là cà khịa đồ vật né rồi mà né không kịp, né bên này thì ba bên kia đấy là hay bị đụng này đụng kia đó. Ừ. Tự nhiên đụng xong người tím tím mà mất công người ta hỏi ủa bị chồng quýnh hay sao người tím dưới vậy cả rồi chết em luôn mà em có giờ em quýnh đâu. Rồi cái gì nữa tài? Dân kinh doanh vậy chắc tính toán đồ dữ lắm đúng không? Không tính vợ lắm đâu. Đâu tính bây giờ kiểu như 6 x 3 = 18, bà không tính 6 x 3 = 18 đâu, tính 6 + 6 = 12 xong mà cộng 600 đó là 18. Gọi là một cái gọi là tính toán gọi công cành lằng ngoằng. À, ủa gì là... ở nhà tính tiền thì là ai tính? Bánh là bà tính, tính nhưng mà bà không có tính móc, như người ta. Móc mấy mới tính ra tính thật là. Bà tự bà làm cho bà khó hơn. Ví dụ như 6 x 3 = 18 thì bà không tính 6 vậy. 12. Đúng rồi, bà tính là 6 đâu có 2 × 6 = 12. À, cộng rồi 6. 12 mới cộng 6 thành ra 18. Đó. Chà. Em khoái tính vậy đó hả? À, thì em tính về cho nó kỹ. À, bởi vậy bà mới hay va vô đồ vật á. Đi một đường không chịu lằng ngoằng chút em xíu là tính, đúng. Tính nhiều quá đúng không? Rồi nè, có ghen không? Ghen, dạ có ghen nhé. Đâu ví dụ kể chuyện ghen chơi. Ghen là hôm bữa hồi lâu rồi con bạn em nó có, em chơi chung với mấy gọi là nhiều bạn bè lắm. Có bạn kia nó nhắn tin cho em yêu anh đồ các kiểu, nó nói bà la gì các thứ á. Xong rồi vô tình hôm đó em đang sạc pin, bà nhặt điện thoại bà cầm bà coi xong mà mặt sẽ đóng.
xong rồi gặp con em vợ em với các bạn thân em á, thấy mặt bà sĩ đóng hờ, ủa có chuyện gì vậy? Cái ông tài đang quen tôi mà ông nhắn tin yêu đương với con khác, thế là ghen nguyên ngày đó. Xong rồi em phải nhờ hai người đó gọi là dàn xếp. Em đang đọc để cho em đọc xong đi, rồi sẽ thích sau, anh sợ. Thế là đến khi em lục đến điện thoại thì anh thay đổi mật khẩu. Trước đây điện thoại anh không dùng mật khẩu. Còn cái anh dùng mật khẩu thì mình phải suy nghĩ chứ chị. Vậy là ông tài em có cái tà rồi. Thế nên là em mới giận. Bây giờ tài mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì nè cưng? Em muốn vợ em thay đổi là bớt gọi là tính gọi là lằng ngoằng giùm em cái, lấy tính lúc khách người ta cần gấp mà tính lằng ngoằng là mệt lắm, với lại mặt nghiêm túc giùm em cái đừng có ấy. Mặt càng nghiêm túc càng hề nghe, chị nói cho em biết á. Bây giờ mặt em pin mà càng nghiêm túc càng hề đó, chị nói thiệt đâu, luôn á. Đâu có hề đâu. Đó nè, đó cái mặt nghiêm mà chị không cười sao được. Thực ra là vậy nè, chị thấy hai đứa tụi em bây giờ đang vui quá. Bây giờ là đang bắt đầu là phải cọ sát với nhau đó. Dạ. Để coi là bạn này có cái gì mà chưa hợp với mình, bạn kia có cái gì mà mình còn thấy khó chịu. Thì thành ra là tụi em nên là có những cái trao đổi trực tiếp với nhau. Hai đứa phải mất một năm để mà có thể hòa hợp với nhau. Dạ. Đó, về mọi phương diện. Ok, xin cảm ơn hai bạn. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm đến từ NOL, sản phẩm đến từ Hàn Quốc, 95% chiết xuất từ thiên nhiên, giúp làn da bạn tươi trẻ, mang vẻ đẹp từ tự nhiên. Và đi kèm với món quà này đó chính là một miếng cước chùi nồi. Và món quà thứ hai đó chính là bộ sản phẩm ớt cao cấp Aji Charapita đến từ thương hiệu Miso, gồm có giấm ớt, muối ớt và sốt ớt thơm ngon, chứa nhiều vitamin A, chất chống oxy hóa, mang lại giá trị dinh dưỡng cao cấp cho sức khỏe. Và món quà thứ ba đó chính là trọn bộ son môi Zurica Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính đến từ Love Shopping. Và món quà thứ tư đó chính là sản phẩm cốt phở bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Còn bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý, các bạn đau lưng lại nhau. Đau lưng lại. Đau lưng lại. Và nghe kỹ câu hỏi của tôi nghe. Chồng bạn thích mặc áo màu gì nhất? Chồng bạn thích mặc áo màu gì nhất? Ông Tài này ông thích mặc áo màu gì? Đình Hải thích mặc áo màu gì nhất? Rồi, mời hai vợ chồng Đình Hải quay ra. Màu trắng. Màu trắng. Rồi, ông Tài này mở ra. Màu đen. Màu đen. Hay quá. Hai vợ chồng này rất là hiểu ý luôn. Và bây giờ với kết quả trên, mời hai cô vợ bước lên đánh tù xì. Quánh tù xì. Rồi thua. Màu phát màu. Chị đã gục ngã một thôi. Và bây giờ mời Mỹ Ngọc và ông xã của mình chọn đi. Bốn màu, chọn màu nào? Màu vàng. Hai vợ chồng Tài Lầy màu gì? Màu hồng. Màu hồng. Ôi màu tôi yêu mến. Mời các cặp vợ chồng màu đỏ nha. Tôi màu xanh. Đỏ chú màu xanh. Rồi, rồi qua ai nấy hưởng. Mời chị Vân khui. Rồi tôi có cái cước chùi nồi. Qua năm tôi có em bé luôn. Chúc mừng chị Vân với bộ mỹ phẩm NOL đến từ Hàn Quốc. Và chúc mừng tôi đã nhận được một phần quà, đó chính là cốt phở bò của Quốc Việt Food. Và mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. 1, 2, 3, mở. Wow. Chúc mừng hai vợ chồng Mỹ Ngọc và Đình Hải đã nhận được một phần quà, đó chính là bộ sản phẩm ớt cao cấp Aji Charapita. Và chúc mừng hai vợ chồng của anh Tài Lầy và Thùy Vân đã nhận được phần quà, đó chính là trọn bộ son môi Zurica Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung đến từ Love Shopping. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Thay mặt chương trình, Quốc Thuận xin cảm ơn quý vị khán giả đã yêu mến và ủng hộ chương trình Vợ Chồng Son suốt bao năm qua. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.